bài Tết, nghĩ thôi là đã thấy mệt rồi. Có nhiều bạn có rất nhiều cái công việc cần phải làm, đặc biệt là đối với các bạn nào mà đang học ở trên trường, đang học sinh và đang là sinh viên. Học sinh trước đi ha, lại trong cơ sở trung phổ thông, cái khoảng thời gian Tết là một trong số những khoảng thời gian các bạn có rất nhiều bài tập đúng không? Có một số bạn là khi mà học xong vào, Tết xong vào thì các bạn sẽ có kỳ thi quan trọng nào đó. Ví dụ như là về IELTS chẳng hạn. Thì hôm nay video này sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà các bạn phân chia ra cách học như thế nào là phù hợp và hiệu quả trong những ngày Tết sắp tới nhé. Cuối cùng là đối với những bạn nào mà đang ôm đầu trong cái phần mà học và luyện thi môn lịch sử. Tại vì ngày trước cái mình học lịch sử thật sự là một trong số những cái môn khó nhằn. Nhưng mà các bạn nên nhớ là trong mỗi cái một cái quyển sách á, cái dụng ý của tác giả không phải là tự nhiên là người ta bóc một cái sự kiện nào đó người ta cho vào trong cái quyển sách đó đâu, mà nó có chia ra những cái phần thời gian khác nhau, nó chia ra từng thời kỳ, chia ra từng cái khoảng mốc khác nhau. Các bạn coi trong cái phần mục lục thì bạn sẽ thấy, hoặc là cách dễ nhất luôn là các bạn vẽ ra cho mình một cái list, nó phân chia theo năm, tức là trong khoảng tầm từ năm 1800 tới năm 1900 nó sẽ có những cái sự kiện nào, và các bạn phân chia nó ra theo thứ tự thì các bạn sẽ thấy được cái việc học lịch sử sẽ mong trước hợp và nó hợp lý hơn. Bản thân trong quyển sách đó là nó đã chia ra rồi, nhưng mà trong những cái bốc như vậy thì các bạn cách mà các bạn viết ra là một trong số cách mà các bạn nhớ nhiều nhất. Ok, đừng tiết giấy làm gì. Thậm chí là những cái quyển tập á, khi mà các bạn chuyển sang đầu năm mới các bạn sẽ thay tập đúng không, thì những cái phần đuôi của nó như vậy nó có những cái khoảng trống á, bạn nào mà cảm thấy lười thì các bạn có thể viết trực tiếp lên đó, bạn nào xiên một chút xíu các bạn có thể cắt ra rồi sau đó các bạn mang lên những tiệm photo nhờ người ta đóng lại có nha, nhờ bên các anh chị các cô chú ở trong những tiệm photo đóng lại cho các bạn là một cuốn tập, các bạn có một cuốn tập mới các bạn có thể sử dụng làm nháp hoặc là tập học bài cũng vâng, quan trọng là ở sự chủ động của các bạn. Ngán ở đây không phải là ngán học mà là các bạn học chưa phù hợp. Mình nói ví dụ như trong cái phần làm bài toán cũng vậy, toán có như là có hai phần là hình học với lại đại số đúng không, thì khi mà các bạn làm phần đại số thì các bạn chỉ nên tập trung vào phần đại số thôi, và các bạn làm hình học các bạn chỉ nên tập trung vào phần hình học thôi. Nếu như các bạn nhảy qua nhảy lại chắc chắn nó sẽ không có chất lượng, nó chỉ có số lượng. Hoặc các bạn học các môn học bài thì các bạn chỉ nên học một môn văn hoặc môn toán hoặc môn bài là môn văn sử địa nhỉ, hoặc là những môn khoa học vân vân, thì các bạn chỉ nên tập trung vào những môn đó thôi, và khi học xong môn nào thì chúng ta sau môn đó đừng nhảy qua quá nhiều môn kiến thức. Ví dụ như vật lý chúng ta ngoài đại cương ra chúng ta còn có cái phần bài học, thì chúng ta nên dành lại cái khoảng thời gian để mà chúng ta học đại cương và làm bài tập của cái phần lý đó. Đại cương xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập, ví dụ như vậy, và phân chia làm như thế nào đó cho nó thực sự là hợp lý. Đối với những ngày mà các bạn cảm thấy mệt mỏi và các bạn chưa muốn gọi là học bài nhiều á, thì các bạn nên làm bài tập, làm giải toán vân vân. Hoặc đối với những bạn nào mà cảm thấy là bài tập của mình nó cũng không có nhiều lắm, mình đã làm xong hết thì trước Tết rồi thì bạn đã học tiếng Anh, cái này mình nói thật. Tại vì đối với những bạn, đặc biệt là những bạn nào mà đang đi học tiếng Anh trong xuyên suốt từ đầu năm cho tới cuối năm, 2 tuần mà các bạn không sử dụng tiếng Anh nha, khi mà các bạn quay lại miệng của các bạn sẽ hơi gượng một số từ vựng các bạn gọi là ít khi nào sử dụng đó, thì nó sẽ bay màu luôn, nó đi theo cánh én luôn đó. Thành ra là để mà có thể mà phát triển được tốt nhất đó, thì các bạn nên trau dồi thêm mỗi ngày bất kể là Tết hay là bất kỳ cái ngày nghỉ lễ nào. Ok, phân chia bố trí bài học làm sao đó cho nó hợp lý là một chuyện, mà cái cách mà các bạn ứng dụng nó vào trong cái cách học nó là một chuyện khác. Ví dụ như là việc mà khi mà các bạn học thì các bạn nên chọn cái góc nào đó chỉ để học thôi, và cố gắng là để off điện thoại trong khoảng tầm 30-45 phút đó, khi các bạn đã xác định rõ, ok, nói rõ với ba mẹ ông bà luôn, hoặc là nói với ba mẹ luôn là trong khoảng thời gian này 30 phút này con sẽ học bài và mỗi ngày đúng giờ này, rồi anh chị có rủ đi chơi lô tô hay là gì đó thì cũng đợi chút xíu, mình sẽ nén khoảng thời gian đó ra. Tại vì cơ bản đó mình ở đó bao nhiêu năm mình cũng biết là khoảng thời gian nào thường mọi người sẽ rủ đúng không, thì mình sẽ phân chia thời gian đó ra, hoặc là mình sẽ học khoảng tầm 30-45 phút, thì thật ra nó không có nhiều đâu. Và trong suốt khoảng tầm 30-45 phút đó, nếu các bạn thực sự tập trung nha, các bạn thực sự tập trung, các bạn làm được rất nhiều việc, các bạn học được rất nhiều, và thậm chí là nguyên cái tờ đại cương đó học trong 1.5 tiếng các bạn đã có thể học xong rồi đấy. Thì trong quá trình học đó, các bạn nên để điện thoại xa ra, hoặc nếu như giả sử mà các bạn có sử dụng đó, thì các bạn chỉ sử dụng để đếm giờ thôi. Mình sẽ để chuông, nhưng mà mình sẽ tắt chuông tin nhắn,
mình để chuông điện thoại khi nào mà có người nào đó gọi, kể cả trong messengers của Facebook nó có một cái phần đó là tắt thông báo, thì các bạn có thể chọn tắt thông báo cho một tiếng, hoặc là các bạn để tắt thông báo cho tới khi tôi bật lại, thì bạn để chuông khoảng 30 phút sau bạn sử dụng thì ok. Tùy theo cái mục đích học của các bạn, nhưng các bạn phải thực sự các bạn có một cái sự quyết tâm. Ngày trước khi mà mình còn nhỏ, mẹ mình hay nói là trong khoảng thời gian mà cái ngày chuyển giao sang đầu năm mới á, nếu mà mình học dở quyển nào đó, mình để cái quyển sách đó ở dưới gối, thì bước sang một năm mới mình ngủ một giấc dậy xong mình sẽ học giỏi môn đó. Thực sự hồi đó mình rất tin, nó cũng đúng. Nó đúng ở chỗ là đấy, các bạn để cái quyển sách dưới gối, và ngày hôm sau khi mà các bạn mở mắt ra, các bạn dở gối ra, các bạn nhìn thấy quyển sách đó đầu tiên, thì đó sẽ là quyển sách đầu tiên các bạn học, đúng không? Và các bạn học cho xong cái môn đó, một cái sự khởi đầu, biết đâu được các bạn sẽ học giỏi sao? Vì như các bạn để, nhưng nó phải đi kèm với hành động. Tức là để quyển sách dưới gối không phải là một hành động. Cái hành động đó là buổi sáng hôm đó khi bạn lấy quyển sách đó ra và bạn làm bài tập của quyển sách đó, thì đó mới là hành động cụ thể. Mình có để lại link nếu như mà đối với những bạn nào mà đang muốn cải thiện lại về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, đặc biệt là về IELTS, thì mình đã có quay một cái video clip về cái việc là sử dụng hai cái quyển sách mà mình thích nhất. Các bạn có thể chọn để in ra bởi vì nó là file mềm ha. Các bạn có thể in ra file cứng, các bạn làm. Đối với những bạn nào mà cảm thấy không có gì để học thì các bạn có thể chọn học tiếng Anh. Bởi vì trong khoảng thời gian sau trong Tết á, mình biết ở clip này cũng nhiều những cái clip ca nhạc hay những cái gì đó người ta post, người ta share trên Facebook rất nhiều. Nhưng giải trí thì giải trí, nhưng giải trí cũng phải có chừng mực. Nếu như các bạn cứ tập trung vào trong đó, các bạn coi, các bạn lướt những cái trang news feed, rồi các bạn coi tin tức vân vân á, thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề đó là các bạn học không tới. Bởi vì sao? Bản thân các bạn khi các bạn đọc một cái tin nào đó thì các bạn chỉ đọc lướt qua thôi, thì cái việc học của các bạn cũng chỉ học lướt qua thôi. Các bạn kéo, cái tốc độ của các bạn kéo như thế này, các bạn đọc tin các bạn chỉ nắm ý chính. Thì khi các bạn học, các bạn nắm ý chính như vậy á, đối với những sự kiện lịch sử, mình ví dụ thôi nha, môn lịch sử các bạn học nó sẽ có từng năm, đúng không? Bây giờ các bạn học lịch sử mà các bạn cứ lướt như vậy, các bạn chỉ biết là năm đó nó có cái sự kiện nào đó, hoặc nhiều khi các bạn chỉ biết là Việt Nam ngày trước có chiến tranh thôi, đúng không? Các bạn tóm gọn lại như thế, Việt Nam ngày trước có chiến tranh, ông bà ta ngày trước đã từng đấu với quân này là sao hết, chứ không có biết là từng năm trận đánh nào. Cái đó nó rất là nguy hiểm. Địa lý cũng thế, những cái môn còn lại cũng vậy, đặc biệt là những môn học bài, tại vì các bạn bắt buộc các bạn, cho dù là các bạn chỉ tập trung vào những cái môn chính thì những cái môn phụ nó cũng không phải để cho nó quá thấp điểm, đúng không nào? Cái khác làm được sao mình làm cũng được. Tự nhiên nói xong phần này, cái mình lại sực nhớ ra về cái việc mà các bạn sử dụng tập. Đối với những bạn nào mà đang sử dụng khoảng tầm 4/5 của tập, tức là đâu đó nó hơn 2/3 một xíu, và các bạn viết khoảng tầm 15 trang nữa buổi tập đó nó hết á, thì khi mà bước sang một năm mới á, đặc biệt là đối với những môn ví dụ như môn ngữ văn này nọ, khi mà các bạn biết là các bạn đã học tới bài cuối cùng rồi, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái buổi tập mới, các bạn thay thế cái buổi tập cũ. Tại vì cái nào khi mà mình nói ví dụ như khi mà các bạn học bài của học kỳ 2 thì các bạn chỉ học bài của học kỳ 2 rồi, đúng không? Các bạn ít khi nào các bạn kiểu mình turn back lại của học kỳ 1 lắm, nhưng mà các bạn học thì cái quyển tập học kỳ 1 nó vẫn ở đó. Và khi mà các bạn học cái quyển của học kỳ 2, nó là một cuốn riêng luôn. Các bạn không phải theo cái kiểu là cứ phải cầm phát hai cuốn xong coi hết cuốn này rồi cởi mở cuốn kia. Bản thân các bạn, đặc biệt là những bạn lười, các bạn sẽ rất lười học những bài đó. Thường những bài đó các bạn, ok, nó nằm trong cuốn 1, và nhiều khi mình không nhớ cuốn 1 nó nằm đâu luôn. Rồi giờ sao? Sao học không lên bậc tập? Phân tố, cách viết của mỗi người nó sẽ có những cái. Một trong số những cái điểm mà các bạn dễ học thuộc nhất đó là các bạn học từ chữ của chính các bạn. Thành ra, cố gắng viết ngắn nó, viết làm sao đó cho mình dễ đọc nhất. Và khi mà mình viết như vậy, mình nhìn lại cái chữ là mình nhớ lại luôn cái lúc đó mình viết như thế nào, ra sao. Ý nó sẽ đi vào đầu mình nhanh hơn. Tại vì nó theo một cái, theo dạng là nó đi về tiềm thức rồi. Thì tiềm thức của các bạn, ok, ngày đó mình đã viết bài đó như vậy, bây giờ mình coi lại, mình nhớ lại cái lúc mà mình viết như thế nào, nhớ lại cụ giảng ra sao, nó sẽ vào đầu của các bạn nhanh hơn, tin mình đi. Mình chúc cho các bạn trong khoảng thời gian sắp tới, trong khoảng tầm 2 tuần 2-3 tuần, một số bạn được nghỉ mấy 2 tuần, số bạn may mắn hơn được nghỉ 3 tuần, thì các bạn sẽ sử dụng được thật tốt cái khoảng thời gian đó, đồng thời là cái khoảng thời gian đó để mà hỗ trợ cho các bạn trong việc học á, thì các bạn sẽ có được trong số những cái thành quả các bạn mong muốn, thậm chí tất cả những cái gì mà các bạn mong muốn đều sẽ thành công.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Đã là học sinh và sinh viên, chúng ta thường hay tự hỏi là mình từng nghĩ khá nhiều ngày là mình sẽ làm, chắc là mình sẽ làm một cái gì đó thực sự tốt, chắc là mình sẽ đạt được cái gì đó đây, hoặc chắc ít nhất mình cũng phải học được xong một cái môn nào đó. Nhưng mà về một cái qua Tết hết 2 tuần nửa tháng hơn, mình vẫn chưa học được cái gì hết. Lý do đầu tiên là ngán.